Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đường Hai Chiều. Và nếu như các bạn đã xem video đánh giá chiếc Honda CR-V của Đức Tóc Dài hay là cái Sapa Vlog của mình ý, thì các bạn sẽ nhận ra là còn một con ô tô trắng nữa cũng đi cùng trong chuyến đấy. Đây, em ở đây. Xin thưa các bạn, đây chính là chiếc Mazda 6 hay còn được biết về cái tên là M6 nhưng mà giá không đến 7 tỷ. Chiếc xe này thì từ lúc mà ra khỏi showroom đến bây giờ mình chạy thử thì là khoảng độ hơn 1.000 cây rồi. Và mình cũng có một vài những cái thứ mình muốn chia sẻ với các bạn, những cái cảm nhận của mình sau 1.000 cây với chiếc xe này. Xem là Mazda 6 trong cái phân khúc hạng D có phải là một chiếc xe dành cho người trẻ không nhá. Thắt ô bôi. Nói về cái ngoại hình của chiếc xe Mazda 6 này thì chắc có lẽ mình xin phép không nói là đầu đuôi các thứ như thế nào nhá, chia sẻ cảm nhận thôi. Thì mình thấy là cái kiểu thiết kế này, cái kiểu thiết kế theo ngôn ngữ Kodo của Mazda này, nó làm chiếc Mazda 6 chúng ta có một vẻ ngoài nó khá là trẻ trung và thể thao. Nó không có nhiều chi tiết kiểu rườm rà cầu kỳ đâu, nó tương đối là đơn giản theo cái cảm nhận cá nhân mình là như vậy. Mình nghĩ là với một người trẻ thì mình sẽ thích cái thiết kế này hơn trong những chiếc xe trong cái quãng D. Nó với những chiếc xe khác trong cùng phân khúc này, ví dụ như là Honda Accord này hay là ví dụ như là Toyota Camry, thì những chiếc xe đấy là có một cái vẻ đẹp kiểu khác, mình thấy là nó hơi thiên về kiểu người lớn hơn, nó hơi thiên về sự sang trọng hơn. Còn chiếc Mazda 6 này thì mình nghĩ là nó hợp với mình, nó thể thao, nó trẻ trung hơn. Nếu mà nói về vẻ đẹp tổng hòa nhá, thì nếu mà so với những chiếc xe trong cùng cái phân khúc này thì có một chiếc xe thật ra thì nhiều người dùng của xe đấy nói rằng là nó không hẳn nằm trong phân khúc đấy lắm mà nó phải nằm ở phân khúc cao hơn, đó là chiếc VinFast Lux A. Thì mình nghĩ rằng là Mazda 6 thì không đẹp bằng con đấy. Cá nhân mình thấy nó đẹp hơn và nó có một thứ mà Mazda 6 không có là vẻ đẹp của tinh thần dân tộc. Nói thêm một chút thông tin về chiếc xe này thì nó là phiên bản 2.0 Premium và mình đã độ từ cái mâm 17 lên mâm 19 như thế này, tăng cái tính thể thao hơn cho xe. Đấy, về cơ bản thì cái ngoại hình các thứ thì là muốn chia sẻ cảm nhận là như vậy. Còn về nội thất như nào thì đợi tí. Ok, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ một chút cái cảm nhận của mình về cái nội thất cũng như là những cái đồ giải trí trong chiếc xe này. Nội thất của chiếc xe này thì mình thấy rằng là nó có nhiều điểm tương đồng với cái vẻ bề ngoài của nó. Nó thiên về cái sự trẻ trung, nó thiên về cái sự đơn giản nhiều hơn. Ở đây thì mình thấy rằng là những cái layout, phím bấm, những cái nút chức năng ở trên này thì nó tương đối là đơn giản. Với một người chưa lái xe bao giờ, chưa trải nghiệm Mazda 6 bao giờ, hoàn toàn có thể lên và làm quen tương đối là dễ. Và ở đây chúng ta thì cũng có những cái chất liệu cao cấp, ví dụ như là da ở đây chẳng hạn này, da này xịn sò các thứ. Tuy nhiên thì còn lại thì vẫn là nhựa mềm và chúng ta để ý là nó sẽ không có những cái chất liệu như là gỗ. Thật ra thì mình sẽ không có đòi hỏi nhiều ở cái chất liệu ở trong cái nội thất trong xe, tại vì với mức giá là khoảng độ dưới 1 tỷ trước khi lăn bánh thì có lẽ là mình không đòi hỏi nhiều. Tất cả thêm nữa là lắp thêm kiểu ốp gỗ các thứ vào thì đâu có biến Mazda 6 thành mẹc được đâu, đâu có kiểu biến từ cầu trước thành Formatic được đâu, đúng không? Thế là những cái đấy với mình nó không quan trọng lắm. Về cái chất lượng hoàn thiện thì mình thấy rằng là có những cái điểm ở trên này nó ổn, có những cái điểm lại chưa ổn lắm, ví dụ như là sờ những cái nút ở đây. Mình thấy là chất lượng hoàn thiện các thứ của nó thì ok, ngon, không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên thì khi mà sờ vào những cái nút ở trên phần tay lái đây thì mình lại cảm thấy là nó có một sự hơi lỏng lẻo nhẹ. Tóm gọn lại là về cái chất lượng hoàn thiện ở trên chiếc xe này nó có nhiều điểm nó chưa thực sự đồng đều với nhau lắm. Nó không phải là tệ nhưng mà nó không phải là quá xuất sắc. Về đồ đạc các thứ trong này thì cũng tương đối là hiện đại, có ghế chỉnh điện hai bên này, có màn hình giải trí 8 inch, cũng có hỗ trợ Android Auto, Apple CarPlay. Chất lượng của cái màn hình này thì mình thấy là đủ dùng, xe map nhé các thứ không bị rỗ quá, nhìn nó ok. Ngoài ra trên chiếc xe này thì còn có 11 loa Bose, nghe tương đối là hay, đủ để chúng ta sử dụng trong công việc hàng ngày, đi đường các thứ nghe cho đỡ chán. Tuy nhiên thì mình cũng xin phép được chia sẻ thẳng là với cái chất lượng loa như thế này thì mình thấy là nó không Bose lắm ấy các bạn. Không phải là nó không hay đâu mà chỉ đơn giản là mình thấy nó không Bose lắm thôi. Không biết là tại sao nhưng mà loa này thì nghe được, nhưng mà mỗi tội là không hay như là loa Bose thôi. Nhưng mà có một cái thì mình bắt buộc là mình phải chê, thực sự là phải chê, đó chính là cái cam 360 của con này. Thực sự là kinh khủng khiếp.
nó nhòe và nó xấu một cách kinh khủng luôn đấy các bạn. Thực sự thì không biết là phải nói như thế nào, mình cũng định nói nhẹ nhàng ấy, nhưng mà đúng là mình không thể ưa nổi cái chất lượng của K360 con này. Mấy anh nào mà khó tính mua xe này về, khi là độ cam tàu cái thứ nó còn đẹp hơn. Có một vài điểm nữa, ví dụ như là cái phần gương này này. Gương này bây giờ vẫn chưa có tự động gập, khi mà mình khóa cửa xe lại mà mình vẫn phải gập bằng nút như thế này. Nói chung là nó là một cái điểm mà mình thấy nó hơi kiểu vô lý ở trong cái tầm tiền này ấy. Lẽ ra là tầm tiền này là phải có rồi ấy. Nó là một cái trang bị rất là cơ bản ấy, nhưng mà chiếc xe này thì vẫn chưa có. Và mình còn xem thêm ở trên mấy cái hội Mazda thì như là mọi người còn phải mua thêm cái bộ gọi là tự gập gương rồi là tự lên kính các kiểu ấy. Đấy, mọi người mua thêm cái đó. Xe cơ bản thì không. Khá là buồn. Bản 2.0 Premium này thì mình có mua thêm gói iTip Sense rồi. Đấy, thì về cơ bản là như vậy. Còn bây giờ thì trải nghiệm nó như thế nào thì lên đường thôi. Động cơ 2.0 trên chiếc xe này thì có thể sản sinh ra cái công suất gọi là tối đa là khoảng hơn 150 mã, và cái mô men xoắn cực đại của nó là khoảng độ 200 Nm. Ở bao nhiêu nghìn vòng thì mình không nhớ chính xác lắm. Tuy nhiên thì nhiều người còn đánh giá cái động cơ 2.0 này trên cái thân xác của Mazda 3 nó còn không tốt cơ, chứ đừng nói là trên thân xác của Mazda 6. Thì thật ra với những cái trải nghiệm thực tế của mình với chiếc Mazda 6 2.0 này thì cái hiệu năng của nó có thể tạo ra từ động cơ này là đủ dùng để chúng ta chạy ở trong phố và đủ dùng để chúng ta đi đường trường thì cũng được. Mình đã chạy lên Sapa rồi thì nói chung là ở cái quãng đường trường chạy cái đường cao tốc Hà Nội Lào Cai thì cũng không có vấn đề gì cả, không gặp quá nhiều những cái thứ trục trặc. Thì có một cái là cái tỷ số chuyển trên chiếc xe này ấy, thì ở những cái số đầu nó có tỷ số chuyển tương đối là lớn. Vì nên khi mà mình đạp ga một cái đó, nó vẫn có thể đủ tạo ra ở những cái nước kéo ban đầu khá là tốt, và nó tạo được một cái vẻ gọi là tạo được một cái cảm giác khá là thể thao. Tuy nhiên thì nói thật với các bạn là chỉ ở những cái nước ga ban đầu thôi, chứ còn nếu mà chúng ta đạp mà sâu và giữ lâu hơn một chút thì có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu cảm nhận được một cái hơi chậm chậm, hơi ì của khối động cơ này. Nói chung là lên từ 0 lên 100 thì có vẻ tương đối là nhanh, và 100 mà lên tiếp thì nuôi cái tương đối lâu ấy. Tuy nhiên với cái việc sở hữu một cái tỷ số truyền lớn ở những cái số ban đầu ấy thì nó cũng đem lại được một cái chút gì đó gỡ gạc lại so với cái sức mạnh của động cơ thật sự về cái cảm giác lái các bạn. Mazda 6 thì mình chia sẻ là cái vẻ ngoài thể thao này, cái nội thất nó cũng thể thao này. Thế nên là có một cái gì đấy ở cái tỷ số truyền này cũng làm cho mình một cảm giác đôi chút thể thao khi mình lái chiếc xe này. Về cái vô lăng trên chiếc xe này thì mình đánh giá của nó là tương đối là ngon. Về cái cảm giác lái này, về mức độ chi tiết thì mình đều đánh giá là được, ổn của nó. Tuy nhiên thì khi mà mình chạy ở những cái tải vận tốc cao hơn, ví dụ chạy khoảng độ 100-120, đặc biệt là 120 đi, thì cái đánh lái của cái vô lăng này cảm giác nó bắt đầu nó không còn cái sự chính xác nữa, nó bắt đầu nó hơi kiểu lạng lạng ấy các bạn. Cái này thì mình nhận ra khi mà mình test thử trên đường cao tốc thôi, chứ còn phần lớn những cái nhu cầu của mình hàng ngày, những cái mà mình sử dụng hàng ngày ấy thì nó chỉ là đi trong phố thôi. Thì với một cái cảm giác lái mà nó có thể cho ở cái tải vận tốc thấp trên chiếc xe này thì mình đánh giá là ổn, tương đối là tốt. Nhiều người nói rằng là Mazda là một cái hãng xe mà thường xuyên tập trung vào người lái, tập trung vào cái trải nghiệm của người lái, và mình cũng có thể nhìn thấy điều ấy ở trên chiếc Mazda 6 này. Có một cái công nghệ của Mazda mà mình thấy có vẻ anh em ít để ý đến, đó chính là cái công nghệ GVC, tiếng Anh của nó là G Vectoring Control, và dạng thời mình dịch ra tiếng Việt của nó là giảm văng cua. Thì thật ra thì để mà giải thích về cái công nghệ này thì nó cũng khá là dài dòng, nhưng mà nếu mà giải thích kỹ quá thì các bạn bảo mình ăn tiền quảng cáo của Mazda nên là chắc là mình thôi, mình chia sẻ nhanh về nó thôi. GVC này thì về cơ bản nó giống như là một cái dạng gọi là kiểm soát lực kéo torque control ấy các bạn. Và cái nguyên lý hoạt động của nó là nó sẽ thay đổi lại cái thời gian đánh lửa của buji để đồng thời là thay đổi cái lực kéo của phần đầu máy. Thì về ứng dụng của nó như thế nào thì thật ra thì nó có rất nhiều ứng dụng, nhưng mà nếu gọi là rõ nhất ý, thì là khi mà vào cua. Thì khi mà vào cua chúng ta giữ chân ga thì nó sẽ làm giảm cái thời gian, tức là thay đổi lại cái thời gian đánh lửa của phần buji, và từ đấy nó sẽ tạo ra cái lực kéo nó ít hơn, nó giống như kiểu là giảm tốc ấy các bạn. Đây ví dụ như ngay bây giờ đây, đây mình đang bước vào trong một đoạn cua như thế này, thì nó sẽ thay đổi lại thời gian đánh lửa và nó sẽ giúp cho là chiếc xe nó sẽ dồn trọng tâm vào phía đằng trước. Thì lúc đấy thì cái phần bánh xe ấy, thì nó sẽ ăn đường nhiều hơn, và khi mà chúng ta đánh lái thì chúng ta sẽ phải đánh lái ít hơn. Cảm giác vào cua thì nó sẽ chắc chắn hơn này, cái lượng tượng văng ngang thì nó cũng ít. Và thực sự thì cái này không chỉ ứng dụng với mỗi khi vào cua, và thậm chí là khi chúng ta chạy đường trường nữa. Thì khi chúng ta chạy thẳng làn, giữ làn ấy, thì chúng ta không cần phải đánh lái vô lăng và chuyển vô lăng như này quá là nhiều, chúng ta sẽ giảm bớt được cái việc đó. Thì đây là một cái ứng dụng và một cái công nghệ mình thấy nó khá là hay của GVC này. Thì qua những cái trải nghiệm của mình thì trên cái cung đường từ Hà Nội lên Sapa, thì đặc biệt là cái đoạn đường đèo ấy, thì mình cũng cảm nhận là chiếc xe này vào cua nó chắc chắn hơn, và nó tạo được cho mình một cảm giác yên tâm hơn. Khi mà di chuyển ở trong phố thì với cái khả năng cách âm của chiếc xe này thì mình đánh giá nó khá là tốt ở cái phần cách âm môi trường. Và chúng ta đã có kính hai lớp này, rất là dày.
Và mình cũng cảm nhận được là khi mà mình đi ở trong phố thì những cái âm thanh bên ngoài nó ít bị dội vào hơn so với một số chiếc xe mình đã từng trải nghiệm trong cái phân khúc này. Rồi thêm một cái nữa là cái cách âm động cơ thì mình cũng đánh giá nó gọi là ổn, nhưng mà vẫn dưới cái cách âm môi trường một bậc. Tức là nói chung là khi mà đạt đến cái khoảng vòng tua gần 2000 là cũng đã bắt đầu nghe được tiếng máy rồi. Hơn 2000 một tí đã bắt đầu nghe được tiếng máy rõ rõ một tí rồi. Cái phần cách âm mà mình cảm thấy gọi là thấp nhất có lẽ là cách âm phần gầm, cách âm lốp. Chiếc xe này thì đúng như mình đã chia sẻ là nó sẽ thay lên cái mâm 19 inch thì tất nhiên thì nó sẽ ồn hơn. Tuy nhiên thì cái lốp mình đang sử dụng là con lốp Touranza của Bridgestone, và con này đang được coi là một trong những chiếc lốp gọi là êm nhất trên thị trường bây giờ. Và mình nghĩ rằng có lẽ là may mắn là mình đang sử dụng cái lốp này thì nên nó không ồn đến như thế. Chứ còn thật ra thì khi mà mình lái chiếc Mazda 6 này đi vào một số các cái đoạn đường thì có thể nghe tiếng lốp khá là rõ. Nói chung là chấm điểm sẽ là môi trường trên cùng này, sau đó đến cách âm động cơ và dưới cùng là cách âm gầm. Nhân tiện thì đang nói về cách âm gầm thì nói lại về cái mâm 19 thì đúng là thay vào xong thì nó thể thao hơn thật, nhìn nó đẹp hơn thật. Tuy nhiên thì nó lại còn một cái vấn đề nữa là việc sai lệch của công tơ mét. Tức là thay cái mâm 19 vào so với cả cái mâm 17, tất nhiên là khi mà chạy thì nó sẽ khác nhau đúng không các bạn. Và khi mà mình thay xong thì cái này thì lẽ ra là mình nên check kỹ trước khi mà mình thay, và mình nên hỏi kỹ. Cho nên khi mà mình đi đăng kiểm các thứ xong xuôi hết rồi, dắt xe ra khỏi showroom rồi ấy, thế mà cuối cùng chạy thử mới phát hiện ra. Cái này là mình nghĩ là các bạn nào mà chuẩn bị mua xe Mazda 6 mà có ý định nâng lên cái mâm 19 ấy thì có lẽ là nên chú ý cái vấn đề này. Cái bản 2.5 thì nó sẽ là mâm 19 luôn, nhưng mà 2.0 muốn nâng lên 19 thì nên hỏi kỹ sale nhá, và hỏi kỹ kỹ thuật ở đấy xem là họ có chỉnh lại được cho mình không, đừng để xảy ra tình trạng như mình. Nói chung là bây giờ đi xe đi cao tốc thì phải tự căn cái tốc độ bằng cơm thôi, tự cộng trừ khoảng 5-6 cây gì đấy so với cả tốc độ tối đa cho phép. Về gói AX Tiếp Sen của Mazda thì về cái trải nghiệm nhanh của mình thì mình thấy nó khá là ổn, hoạt động nhạy. Ví dụ như là cái cảnh báo điểm mù thì đôi khi chỉ cần một cái xe nó đến gần thôi là nó đã bắt đầu cảnh báo luôn rồi, rất là nhanh. Hay ví dụ như là cái Adaptive Cruise Control thì cái đấy mình cũng sử dụng khá là nhiều trong cái chuyến đi Sapa vừa rồi, và mình cũng nhận thấy là cái phản hồi của chiếc xe, phản hồi từ cái gói an toàn này là ngon, mình thấy được. Nhưng mà đúng là chạy ở trên đường cao tốc thì có một vài cái kiểu ví dụ như là cái giữ làn đường chẳng hạn, thì những ai mà mới lái hoặc là những ai mà kiểu cảm thấy hơi buồn ngủ thì có thể bật cái đấy lên thì để gọi là hỗ trợ chúng ta, hỗ trợ thôi nhá, không phải là lái hộ nhá. Thế nhưng mà những người mà quen tự lái rồi hoặc những người có khả năng tập trung cao độ thì mình nghĩ là có thể tắt búa cái đấy đi cũng được. Đang nói cái chuyện đi đường trường thì trong cái chuyến đi vừa rồi thì mình cũng phát hiện ra thêm là có mấy vấn đề nữa, ví dụ như là về cái hộp số con này. Cái hộp số của chiếc xe này thì đôi khi nhá, nó có một số những cái phản hồi mình cảm thấy nó hơi khó hiểu. Ví dụ như mình đang giữ chân ga ở một cái giải vận tốc nhất định và sau đó thì mình nhấn thêm để mình chạy nhanh hơn chẳng hạn, thì sau khi mà mình nuôi cái chân ga đấy một khoảng thời gian khá là dài và mình nhấn thêm như thế thì có vẻ hộp số nó hơi bị lag, nó kiểu bị khó hiểu ấy, kiểu nó bị phản hồi chậm so với những gì mình đang muốn tăng tốc lên để mình vượt xe các kiểu. Tất nhiên là mình hiểu là nó phải có một cái khoảng hẫng để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên cái khoảng hẫng mà mình đang nói ở đây thì nó hơi nhiều, cảm giác nó bị lag ấy. Cái này thì Đức Tóc Dài nó có nói với mình là gear hunting. Thì nó phản hồi khá là chậm, và cái việc mà nó xuống số để chúng ta có một cái sức kéo khỏe hơn nó làm cho mình cảm thấy hơi hẫng một tẹo. Cái này để chia sẻ thật là như vậy. Và một cái điểm nữa khi mình đi đường dài là con này là thể thao mà các bạn, nên ghế nó sẽ hơi cứng một tí. Đi mấy trăm cây về thì mình cũng thấy hơi đau lưng thật, nên mình thấy là có lẽ là cái nội thất và cái ghế con này thì nó sẽ phù hợp với những anh em trẻ, anh nào khỏe thôi. Chứ còn mà bác nào mà gặp vấn đề về xương cốt này, hay là ví dụ như gặp vấn đề về thận chẳng hạn, hay đau lưng, uống rocket thay cho thực phẩm chức năng ấy, thì có lẽ sau một chuyến đi dài sẽ cảm thấy tương đối là khó chịu đấy. Thể thao mà, cứng mà, thế nên là nói về hệ thống treo của chiếc xe này thì nó cũng sẽ thiên về cái thể thao hơn. Khi mà mình chạy lúc đầu thì mình thấy là nó có phải cân bằng giữa cái yếu tố gọi là ổn định và êm ái. Thế nhưng mà trong thời gian gần đây thì mình mới nhận ra là có vẻ nó thiên về cái sự ổn định nhiều hơn. Cảm giác là nó sẽ hơi cứng một tẹo thôi nhá. Chứ thực tế ra thì nó không phải là quá cứng như một chiếc xe thể thao thuần. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta đi qua những cái gờ giảm tốc này, đi cũng vỉa hè, thì những cái cú hích, những cái cú lực từ dưới mặt đường lên thì chúng ta vẫn có thể cảm nhận được, vẫn có thể cảm nhận tại đấy tương đối là rõ ràng. Không đến mức khó chịu nhưng vẫn có thể cảm nhận thấy tương đối là rõ ràng. Thế nên là về hệ thống treo của chiếc xe này thì mình thấy rằng là nó phù hợp với cái kiểu của Mazda 6 này. Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc Mazda 6 phiên bản 2.0 Premium sau khoảng hơn 1.000 cây, chính xác là gần 2.000 cây mình trải nghiệm với chiếc xe này. Về chung ấy thì với một người trẻ như mình thì mình khá là thích nó, có những cái ấn tượng ban đầu và có những cái 1.000 km ban đầu tương đối tốt với nó. Nó lái khá là hay này, nó có một cái lực kéo ở những cái nước đầu khá là tốt, đủ đem lại một cảm giác phấn khích. Tất nhiên là nó ngắn thôi, chứ nó không phải là quá dài. Rồi thiết kế xe cũng đẹp này, nội thất cũng ok, đầy đủ những cái gói giải trí mà mình cần, loa ngon, loa được, không bâu lắm. Tuy nhiên thì cũng có một vài cái là mình cảm thấy chưa ưng, ví dụ như là đấy, gương này, chưa tự gập này. Hộp số đôi khi bị gear hunting này, và khi mà mình trải nghiệm đường dài thì nó sẽ có những cái sự mệt mỏi cũng như là sẽ bắt đầu lộ ra những cái điểm yếu của chiếc xe này khi mà chạy ở giải vận tốc cao.
Rồi, chỉ muốn chia sẻ với anh em như vậy thôi. Và mong rằng là cái lần đầu tiên đánh giá ô tô của Tân Mục Cú sẽ không làm các bạn thất vọng. Và mình cũng rất mong muốn nhận thêm được những cái đánh giá, những cái đóng góp từ các bạn nữa. Vậy nên là những anh em nào mà đang chạy Mazda 6 thì có thể chia sẻ thêm cho mình những cái trải nghiệm ở phần comment ngay phía bên dưới. Còn bây giờ thì rất cảm ơn các bạn đã xem video. Và nếu thấy hay đừng quên ấn like, share cũng như là subscribe ủng hộ cho kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye.